thấy đợi có lâu không? Ồ, đang ăn. Ôi, con sẵn nha. Đổ nhiêu em? Nhiêu? 50 phải không? Thôi, cho trời. Sao chị đổ xăng thì mặc đồ đẹp vậy? Hả? Sao chị đổ xăng thì mặc đồ đẹp vậy? Thông cảm thì đi em ơi. Hồi nãy mới đi sự kiện về, sẵn là thầy xưa đi rồi kìa. Chị mặc đồ cái này chắc em qua em đổ hoài luôn á. À, giữ gì sao? Đẹp quá, mặc thầy ơi. Rồi. Rồi, cái em trai là 50 nha. 50. Ừ. Rồi, giữ nó bút. Rồi. Chị đổ xăng mà chị mặc đồ đẹp vậy. Xinh quá trời. Dạ, em đây chị. Rồi, cảm ơn nha. Tại sao nhớ ghé đậu nữa nha em. Rồi, chị. Dạ. Chị cả. Ủa, xăng này có lên không em? Hả? Xăng này có lên giá? Dạ. À, cũng vậy chị. Vậy dạ, định chạy lên 500. Có nghe nè em. Hả? Vậy xin đâu vậy? Vậy xin hả? Rồi, chị bẹo phải giùm em. Ô, bẹo trái giùm em. Bẹo trái xong cái nhà xin rồi sao? Nha. Sao xa dữ vậy đó? Đó là ráng em. Đứng nha. Trời ơi. Cái xe đấy, xe đấy. Dắt qua đi đi, đổ xăng với em. Hay là đổ trước luôn không? À, em không biết nữa, là phải đi vệ sinh này, em không biết. Rồi, chị dắt qua đi em chị nha. Rồi. Ủa chị ơi, chị đổ xăng đó hả chị? Đúng rồi em. Em tưởng chị đâu đi từ chuyện không có trời đẹp có trời á. À, rồi chị ơi. Bé ơi, kia ai nghe đổ xăng giùm chị ơi. Em nè. Lên chị ơi. Cái gì? Bả đổ á. Em đổ xăng. Giảm hoài. Đổ xăng anh ơi. Em đổ xăng thiệt hả? Đúng rồi, đang đi đổ xăng. Ủa nhân viên gì mặc đồ, mặc đồ chị giữ thằng gì? Cái đó nào, cái này sáng đi sự kiện. Ngày sáng kia đi đổ. À, đi xíu thôi. Đi hả? Ừ. Ồ, sao cái tướng đẹp dữ thằng vậy cho em nó kìa. Ồ, đổ xăng rồi như kia kìa. Với lại mà sẵn tạo điểm nhanh của tôi. Dạ, sẵn phải. À, đợi. Dạ, có ngoài mà đợi xíu nha. Đổ cho chị này mình trước đi. Rồi. Trời ơi, đi sao mà dữ thương dữ thằng như trời có kìa. Như chị, này mình đúng không? Này mình đi. Chứ tính nhiều. Ai. Trời ơi, có kìa trời. Tốt có. Ấy là bởi vì chị vô cho mà chị kiếm người ta đổ xăng đó mà. Thường thường là cái anh kia đổ đúng không? Anh kia là ai của em vậy? Hả? Anh kia là ai vậy? Anh kia là bạn trai em. Dạ hả? Nhưng mà chia tay rồi. Ủa? Sao vậy? Hả? Sao vậy? Tại vì không hợp. À, phải rồi chứ em đẹp gì mà. Chứ sao? Rồi. Đấy nha. Rồi. 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 Chị ơi. Rồi. Em có mãi mà mãi. Ủa chị hết nhiêu hả? Để chị là 90 nha chị nha. 90 ngàn. Rồi lại chị cái nha. Chị ơi, tiền cách lắm. Ơ, chị ơi, có tờ 500 đem em hội cho. Không được em ơi, tờ 500 này là người ta gửi đóng hội. Tiền này mới tiền đổ xăng. Em, chị đang điếm mà. Ơ chị ơi chị, mấy bây giờ nè, có tờ 200 này chị đưa em đi. Không có được, cái tiền này là tiền nó nguội. Tờ 200 dưới đây nè. Không được, tờ 200 này là tiền của chị đi chợ. Còn tiền đổ xăng là tiền. Em thì chị làm phân tâm chị hoài gì? Chị đang đi đưa nó tiền chẳng đi, bao nhiêu người nó sao nó bay đi. Trời ơi, mày ơi, tiền này là người ta. Bây giờ chị, bây giờ bà chị đi một cái này chắc tới sáng mai luôn đó. Nhanh lắm, chị đếm nhanh lắm. Trời ơi. Dạ ơi, tới em đi chị ơi. Trời ơi. Đã mấy người, đợi mấy người, mọi người đợi xíu nha, đợi xíu nha. 12, 13, 15. Bơ mắt cái giống bộ, 200 không đưa đi má. Chị đã nói rồi em không nghe hả? Tờ 200 này là người chị đi chợ. Sao mà em làm chị gói, chị chỉ biết có 20 mấy rồi là chị bị gần đủ rồi nè. Mấy đi chợ mới cầm tiền lẻ, nó dễ mua hơn. Bây giờ 90 ngàn quá, giờ chị đưa tiền không rồi chị điếm mấy cái chừng nào. Trời ơi, 90 ngàn bây giờ điếm 90 tờ là đủ rồi. Đây nè, có tờ 2 ngàn nữa nè. Thấy chưa? Bây giờ chị lựa tờ 5 ngàn với tờ 2 ngàn trước đi, quá trời mệt rồi. Nè. 5, 10, 15. Cảm ơn mẹ này nhây lông hình trưởng luôn trời. 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30. Bây giờ chị đưa sẵn này, hay là 200 ngàn này đi nè, là em nói lại cho. Đúng rồi đó. Đúng cái gì? Người đi ngộ quá trời. Chị ơi, hiểu không? Cái vấn đề là chị nói em hiểu không? Là tờ 500 này á, là cái con 7
mày lắc á, anh gửi chị giống tiền hụi, còn 200 này là tiền đi chợ của chồng chị đưa. Cái nào cái đó cũng bắt đầu để chung là lộn, tiền rồi đổ xăng là tiền này nè. Rồi nãy mày chăm xăng nhiêu tiền? Trời có 90.000 là điếm nhanh nè. Mày quần què về nhà không điếm tiền sẵn đi ra đây điếm. Sao bà ngoại già cả ngoại lú hả ngoại? Trời ơi. Bao nhiêu con người đợi phía sau đợi bay điếm tiền chắc tới mùa quýt năm sau quá à. Trong cái lúc mà nãy giờ rồi bây giờ bao nhiêu rồi? Hồi nãy bao nhiêu rồi? Điếm lại cho chị coi, này cái này 30 rồi nè. Bây giờ đưa 200 ngàn đi, em sẵn rồi, 200 ngàn đây. Đi lẹ đây chị ơi. Rồi mệt quá trời, đi 200 nè. Đâu giữ chó lẹ không? Nãy giờ ta đưa đi, đứng mà điếm, hoài hả? Mệt ghê chị luôn á. Cái nốt thì kỳ khối mẹ ơi. Rồi thôi 101 nhanh đi. Đi nóng mày. Nè đợi một xíu đi nè. 101 đây. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì nữa trời? Em thòi tiền chị nè. Có tiền chẳng có sống thôi. Vậy? Tiền chẳng đâu. Tiền chẳng đâu thì hả? Em có tiền lẻ, còn tiền lẻ rồi. Em đang nghe ngược với chị đó. Em kêu chị đưa tiền chẳng cho em thói ra bây giờ em thòi tiền lẻ là sao? Im mà chị im cho người ta điếm đi chị ơi. Đi tới ta quên mẹ luôn rồi nè. Rồi. Bà đã nhanh chừng làm biết rồi. Kêu ta nhanh nhanh mà làm thái độ gì đó. Chị đếm phụ em đi nè. Ờ ghê luôn chị đó. À có hai em nữa. Mà. Cầm đi. Có nhiều đó cũng đếm không xong nữa. 1, 2, 3, 4, 7, 7 tờ là nhiêu vậy? 7 tờ là 35. 3.500. 35 ngàn. 7 ngàn. Tờ có 500 là 7 tờ 3.500. Đừng có làm sùm trời. Chị ơi. Rồi chị điếm kiểu này điếm. Quên mẹ luôn, đổi trang điếm mà theo điếm thì phải hỏi chị đâu luôn. Chị gì trời chị xíu. Trong cái lúc mà cằn nhằn là hai chị em ta điếm xong rồi đó. Chị ơi, chị điếm tiền mà điếm em đợi lâu lông thường chữ luôn á. Đổ xăng thôi mà, chứ phải đi đâu đâu mà gấp. Chị đổ xăng mẹ không việc chị ơi. Làm 10 tờ làm nhiêu đâu rồi? Hồi nãy chị điếm 7 tờ là 3.000. Điếm xong rồi bởi là đám dỗ xong luôn khỏi ăn. Chục tờ là 5.000 đúng không? Ừ. Chục tờ là 5.000. 3, 4, 1. Chị ơi, đẹp chị ơi. Cái gì quá vậy? Chị, tới em đẹp đi chị, em còn đi về em chào đi chị. Đàn ông điếm quên gì luôn. Đàn ông con trai mà sao cái miệng quá trời quá đắt vậy trời. Sao mà đang điếm ngang ngang nửa chừng quên bà mất tiêu luôn rồi, điếm sao rồi? Mấy vậy? Ai mà biết đâu, 24 rồi bắt đầu nhảy qua bao nhiêu ai mà biết đâu. Sao mà đàn ông con trai gì ngộ gì bước ở bên đây coi. Em còn đi chợ nữa chị. Là đi chợ rồi, đi chung với chị nè. Chút xíu chị đi chung nè. Của em hết bao nhiêu nè? Hai bà đi. Em quên mất tiêu rồi. Điếm lại lẻ đi. Em điếm cái cặp này nè, cái cặp này ít này. Bỏ chú quá chị ơi. Một nè. Hai nè. Ba nè. Ủa cái chiếc mẹ gớt 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 ra ngoài rồi. Cái gì vậy? Ôi, đập cái gì lắm. Dạ, điếm là xong chưa? Chẳng thì điếm chụp chị, bác thì mệt chứ chị. Điếm là bao nhiêu lúc tên tờ rồi? Dạ, cho em lẻ cho chị. Chưa đủ đâu chị ơi, nè. 12 tờ là nhiêu ạ? 12 tờ hả? 6.000. Mới 6.000 à? Cái này của em nhiêu ạ? 2.000. 2.000 nữa là 9.000. 8.000. Nhiêu 8.000? 6.000 tấm. 8.000 với cái này nhiêu ạ? 9.000. 10. 11. Thôi bây giờ 10.000 này trước đi rồi em đưa tạm 100.000 cho nhanh đi. Ừ chị đi. Hồi nãy thôi. Không có được chị ơi. Em đã móc cái sẵn nè. 11 nè. Thôi bây giờ chị tính vậy nè, dừng đi. 13. Em đưa tờ 200.000 lại đây, chị đưa tờ 100.000 là đủ nè. Đừng có đưa cho nhanh đi. Em đưa tờ 200.000 nãy. Đây đây chị đưa lại tờ 100.000 rồi đúng không? Không có tờ 100.000. Nè cho 1 100.000 nè. Đó. Rồi đủ rồi. Rồi đó đổ cho em lẹ đi chứ em mệt dữ lắm rồi. Mệt lông thằng chữ rồi. Rồi đổ đổ đi rồi. Rồi đi, từ đến người khác đi. Rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn lắm, bạn sẽ mình lắm. Thông cảm nha. Để chạy. Ê. Cái thằng mắc dịch cắt ôn kia mày biết nhường cho bà già không mày? Lại nãy là bà đưa chị Lan 200, chứ đó là 10.000, là 500. Là 10. 10.000 mới được chị 100. Là đúng không? Thì đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi giờ chị đổi cho em 20.000 là đúng không? Đúng hả? Đúng rồi, chị đổi em 20.000 sao là đúng? Không có đổ cho nó, đổ cho bà ngoại trước, bay phải giường cho bà già, đẩy xe vô lên. Trời ơi, con đếm tiền giờ phụ má, con có công quá. Mày phải xin nhượng cho bà già. Ai trước bà ngoại trước. Cái mẹ đổ tiền phụ chị. Để lâu rồi. Chị ơi, ngoại trước nè, thua cái mặt ra nè, đổ cái đây. Bà ngoại bao nhiêu hả? Bà ngoại 20.000 thôi. 20.000 luôn rồi. Ừ. Cái gì kỳ vậy? Rồi, đây rồi. Đây rồi bà ơi bà. Ngoại ơi, mẹ có số chưa ngoại ơi? Rồi đổ cho nó đi. Đổ lẹ lẹ cho nó đi.
Rồi xong chưa? Xong rồi, đổ cho nó đi. Rồi, 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 rồi. Rồi. Rồi, tới em đi chị. Đi, 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 bay. Tới em để em đi chở nữa. Rồi, 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 rồi. Chị ơi. Lâu quá. Xăng mà lâu lâu còn trưởng mình chứ. Rồi đợi chuyện xíu em, tại vì cái chuyện kia mình hết rồi. Dạ. Rồi đó. Hợp lý. Rồi, rồi. Rồi của em là 20 nha bé. 20 đúng không chị? À. Là chị Thói em lại 80 lâu rồi. Là hồi nãy em đưa 100.000 cho chị kia mượn chị Thói nhớ không? Đầu tàu 100.000 xanh xanh để chị bỏ con bóp, có con bóp luôn nè. Có con bóp luôn. Đấy đó chị ơi. Đó có tàu 100.000. Đúng rồi chị. Đó đúng rồi, là bây giờ chị Thói em lại 80.000 là bình quầy. Là em đổ 20.000 xanh à, là em còn 80. Đúng rồi. Là hồi nãy cái chị đi chợ chung với em á, nhớ không? Là bỏ đấu 90.000. Em đưa cho bỏ mượn 100.000 chị Thói đó. Là bây giờ em đố 20 là em còn dư 80. Là chị phải trả em lại 80 là quầy. Rồi phải trả em lại 80. Đúng rồi, tại em đưa 100.000. Đúng rồi. Đúng không trời? Đúng rồi. Đó rồi, vậy em về ha, hợp lý. Rồi em đi nha. Có sai sai không ta? Đúng rồi, đúng. Chị ơi, đổ cho em lên đi. Dạ, anh lên đi. Ủa sao mình đổ xăng cho nó, mình phải đưa tiền ngược cho nó nữa ta? Thì hồi nãy chị mượn 300.000. Đổ nhiêu em? Chị có gì sai phải không ta? Trời, có gì đâu sai sai chị ơi. Mà chị học có mấy em? Lớp 5. Em ơi, chuyện lớp em học lớp 6. Đúng rồi, chị nói chị nghĩ lớp 6 hả? Lớp 6 hả? Nói đúng rồi hả? Chị sai hả? Đổ nhiêu hả? Rồi em 50 đi. Rồi em 50 phải không? Không quá à. Có gì hay sao đấy ta? Trời ơi, thấy thằng đi phụng luôn cái gì vậy? Mà sao hồi nãy giờ không mở cho người ta? Trời, chị đổ được chân à chị ơi? Nét cho đi. Nó bị dưới nó càng lại nè em ơi. Có chìa khóa không đâu? Khóa này quên được rồi. Ê, trời ơi. Trời ơi. Cái này nó cũng y chang như vậy nào không ơi? Chị làm hư xe em rồi. Hư gì mà hư? Lẹ cho người ta rồi còn lấy nữa. Cái xe này độc đảm quá. Rồi 50. Trời em chút đi, em đậy lên chị làm hướng xe em. Nhiêu mẹ? Dạ 20 à. 20 phải không? Mẹ đi chị ơi, khách lắm rồi chị ơi. Có gì hết sai sai ta? Sao tự nhiên mình phải đưa tiền cho nó ta? Đúng rồi, nãy nó 96 mà nó có 5 mà nó rồi. Rồi, có em là 20 nha. Em như mà em 50. 50. Đúng rồi, sao không được chưa? Rồi. Đưa bé. Đổi 10.000. Ba thằng nãy thấy đâu em? À để. Cái nó xong quá thì nè. Đi rồi. Cái gì đấy? Chị lấy tiền chị mà. Ủa? Em đâu biết. Em biết. Chị đổ, chị lấy, không lấy tên biết được. Ơ chị vô lấy tiền sao nó chạy đi vậy? Tại chị bộ heo mới đổ xăng không lấy tiền rồi ta đi luôn rồi. Ừ. Đúng rồi, có sáng hơn thì nó có đi kia đúng rồi. Ờ. Cái đó đúng rồi đó. Hợp lý. Đúng rồi. Nhiêu vậy? 10.000 thôi chị ơi. Xe một chiếc 90, một chiếc 20, hai chiếc 20 là 430. Trời ơi, đâu với hả? Nó nói nó khỏe gì đâu luôn á. Sao mà? Gì vậy? Kiếm tiền dữ vậy hả? Chị đổ xăng gì nè? Sáng nghe nè, chị trả cho chai chai nước nào hồi nãy đi vô cái khối khát nước mà chị ghé chị thấy cái vô. Cảm ơn nhiều nha.
dễ luôn, người ta mặc đồ đẹp dễ sợ luôn. Vợ có sang nhẹ mấy không? Làm có nhiều đồ đâu. Đi vô đây làm cái gì? Vậy đi chị trên. Mà nghe nè, Phương Đức vô lượng ghê luôn. Công nhận em ta nói mặt mày nó khá sủa nè. Nó dễ thương, nó đẹp, cái gì đâu luôn đó nha. Trời ơi, ta nói ông bà phù hộ cỡ nào trời còn có phù hộ em đúng không? Nhờ em xây nhà xinh đêm mà chị không có bị điên ngoài đường. Tụi đã bán gái đi ngoài đường kỳ cục lắm. Leo xe về con, khỏe. Trời ơi, dễ thương gì đâu luôn. Chị cảm ơn nhiều nha, bữa nào chị ghé chị đổ xăng phù hộ nha. Trời ơi, dễ thương gì đâu á. Con mẹ già đi trời, đi xong vô đi, đi xin nhờ trời. Mẹ già lũ đạn này chứ. Chết đánh thằng này luôn đi. Đây hai chiếc, một chiếc 190, này hai chiếc 20, hai chiếc 130. 130 thằng sau đổ 10 ngàn là 140 chẳng đi. 140 chẳng với nhỏ đổ 20 là 160. 160 thằng nghìn găng nó đổ qua hết 20 nữa là 180. Có 80. 100 ngàn đâu ta? Và 100 ngàn nãy là nãy nữa nè. Nó cho mình mượn nè. Đó mình hỏi là 80. Rồi bỏ cái vốn qua 80 ngàn. Thành ra cái 80 ngàn, đây như cái vốn đi, có cái vốn đi. Đó, thằng này nó cho mình 100 ngàn. Ôi cái mẹ đi, chắc mình học lớp năm là mình ngu hơn nó rồi, là nó đúng rồi đó.